Ok, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà trồng hẹ cho nó bụi to mà nhảy ra nhiều con ha, mập mạp ngon lành ha. Thì để trồng được những cái cây hẹ như thế này đó, thì chúng ta thì cũng không cần phải dùng công chăm sóc rất là nhiều. Chúng ta trồng bỏ đó thì tưới nước thì một ngày tầm khoảng lần, ở khi kẹt thì 2 ngày một lần cũng không sao ha. Với lại hôm nay là vô cái mùa mưa á, cho nên mình cũng không cần phải tưới là bao lâu hết. Thì bây giờ để mà trồng được cái những chậu hẹ này thì chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất á, là chúng ta cần dùng một cái chậu như thế này. Ở nhà mình á, có cái chậu nào thì dùng cái chậu như thế đó. Ví dụ như có cái chậu như thế này á, thì chúng ta tầm được cái chậu như thế này thì ngon rồi ha. Còn không có thì chúng ta lấy những cái hùng mà cái hùng bê, cái hùng sơn á, chúng ta đục lỗ. Thì mình trồng ở ngoài sân bên ngoài trời á, thì mình đục lỗ cho nó nhiều nhiều một chút. Trồng ở trong nhà hay trồng ở đâu cũng phải đục lỗ cho nhiều. Nó ở dưới đáy thì cũng khoét luôn ha, ở bên hông cũng khoét luôn. Mình nên khoét nhiều lỗ để làm chi? Để cho nó thoát nước tốt ha, nó không bị úng. Nó bây giờ á, chúng ta sẽ tiến hành mà trồng đất ha. Thì cái đất á, thì nó cũng đơn giản thôi. Ba cái này là cái đất cũ của cái chậu hẹ trước, là gồm những phân chuồng với mộng dừa. Mình lấy cái gốc hẹ cũ á, mình bỏ ra mình vô chậu mới. Lâu lâu mình cũng phải thay đất lại, chứ không phải là mình để nguyên vậy mình trồng hoài được. Trong khoảng một thời gian á, mình sẽ thay đất lại. Rồi mình sẽ giữ lại một phần thôi, chứ mình bỏ thì uổng. Trong đây nó cũng có một xíu đất nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phối trộn. Chúng ta phải thêm một chút trấu cho nó nha. Đây là trấu ha. Thì tùy theo cái chậu lớn nhỏ mà chúng ta trộn cho nó vừa vừa phải thôi nha. Đó, trấu bỏ vô cho nó thoát nước tốt. Một ít trấu thôi, không cần phải nhiều. Tiếp theo á, là mộng dừa. Thì mình ở miền Tây cho nên mộng dừa rất là nhiều, cho nên đây là một cái chất trồng rất là đặc biệt mà rất là tốt cho cái cây hẹ sinh trưởng và phát triển. Cái hẹ nó rất là mê cái mộng dừa. Cái rễ của nó mà đâm xuống mộng dừa cái là luôn 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 luôn, tại vì nó mềm, nó ẩm á. Thấy không? Chúng ta bỏ bao nhiêu đây được rồi. Đó, chúng ta đừng có trộn cao quá, thấp thấp dày được rồi ha. Rồi cái mình lâu lâu mình bón phân á, mình vô phân chuồng á, cơi 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 lên chút nên là nó xuống từ từ dừa ha, không cần phải nhiều. Sau đó thì chúng ta bỏ phân dê vào. Thì phân chuồng thì có thể dùng phân bò nè, phân gà thì nó hơi nóng, phân chuồng phải dùng phân chuồng quay nha. Nó đừng có dùng phân mà chưa quay. Chưa qua thì mình trồng nó nóng nó sẽ bị thối rễ, không có trồng được đâu nha. Mình trồng mình pha một cái tỷ lệ vừa phải thôi. Đó, mình pha phân chuồng, mộng dừa với ba cái trấu thì nó trấu thì ít hơn, mộng dừa với phân chuồng thì nó tương đương nhau. Còn thêm một tí đất nữa. Tại vì trong phân chuồng của mình có đất rồi. Mình đã trộn đất cho đây sẵn rồi. Đó. Rồi mình sẽ trộn lên ha. Ba cái này thì mấy cái cây hành cây hẹ nó rất là mê luôn. Rễ nó đâm ra một cái là nó bắn 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 tới đáy luôn. Thấy không? Nó phải tơi xốp như thế này nè, nó cái cây hẹ nó mới mê. Đó, bây giờ đó, mình trộn xong rồi đúng không? Mình nhớ là trộn cho nó đều lên. Ví dụ như trong đây nhỏ quá không trộn được á, thì mình phải đổ ra ngoài đất rồi mình trộn lên. Đó, nó đều như thế này rồi á, mình phải cho nó bằng lại. Đều như thế này rồi mình phải cho nó bằng lại. Bằng lại xong rồi mình đi cắt những cái cây hẹ mà giống. Ví dụ như cái hẹ này á, mình thấy cái chậu này to quá thì mình cắt nó đi. Chậu này nè đúng không?
mình tỉa bớt, mình tiễn bớt nó ra mình trồng, không cần nhiều đâu. Ừ, chỉ đơn giản như thế là ok rồi đó. Chúng ta nên tỉa những cái phần rễ thừa này đi ha, rồi chúng ta trồng cho nó ok, nó không bị mất sức. Cắt cái rễ cho nó gọn đi, rồi cắt luôn cái phần lá chút mình đem vô ăn. Cắt tầm khoảng tới đây là được ha. Đó, rồi chúng ta sẽ tước ra và bỏ vô đây trồng. Sáng sao ong nó bu mình quá trời luôn, không biết sao nữa. Chắc nó thấy mình ngọt ngọt hay sao mà ong nó cứ bu. Ong này, ong mật nha. Dạ, ong mật, ong ruồi á. Nó rất là nhiều. Đó, con nó nhảy rất là nhiều đúng không? Nè, nó. Đó, cho nên là chúng ta trồng á thì chúng ta phải cho cái đất xốp xốp chút, đất mẩy quá thì nó trồng không có ngon đâu ha. Chúng ta nên để một cái chừng hai con là được. Ong quá thì ong luôn, không biết sáng nay ngồi trúng ổ ong hay sao mà ong quá trời ong nó bu luôn. Như thế này hai con ba con được rồi ha. Rồi chúng ta sẽ làm một cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây nhá, và trồng nó. Mình á thì quen trồng mà mở một chỗ á là một bụi, nó nhảy con ra đó, vòng nó ha. Đó rồi bên đây trồng nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì hết, ở giữa một bụi đó, giáp vòng một bụi đó, quá trời luôn, nó rất là đơn giản đúng không. Nó chúng ta để như thế này á thì ngoài nắng không có được đâu, chúng ta phải đem vô mát để nó tầm khoảng một tuần lễ rồi chúng ta mang ra ngoài chỗ có mái che thì tốt, không nên đem vô nhà tới hù cất nha. Để chỗ mà có mái che hoặc bóng mát, mình để dưới có tán cây cho nên nó mát, rồi sau đó mình mới đem ra ngoài sân mình để. Ở đây là ngoài sân luôn nè, thấy không? Để là cho nó sinh trưởng và phát triển rất là tốt luôn. Rồi chúng ta đậy cái này lại thì mốt nó sẽ nhảy con ra. Còn mà khi mà cắt hẹ thì chúng ta không nên cắt cắt trên đây. Thường thường ai cắt hẹ mà sợ nó chết á, mình cắt ở trên cái chân hẹ nè. Nè, cắt ở trên đây nè ha. Ai cũng muốn cắt ở trên đây hết trơn á, sợ nó chết rồi để cho nó ổn đồ. Nhưng mà cắt á, mình nên cắt sát gốc dưới đây để cho nó nhảy con ra. Tại vì á, cái chân hẹ của nó đó tuốt dưới đây nè, thấy không? Khi mình cắt trên đây á thì nó không có nở được cái chân. Khi mình tét sát xuống dưới á, nó sẽ có nhiều cái chân đây nè. Ví dụ cây này cây đôi nè, thấy không? Ví dụ như cây này cây đôi nè. Nó mình cắt ở trên đây á, thì nó không có nhảy được, mình phải cắt sát dưới đây nè. Nó cắt sát dưới đây luôn để cho nó nhảy con ra. Đó. Bây giờ á, mình sẽ cắt cái hẹ này ha, bụi hẹ này ha. Chút xíu nữa mình vô mình ăn hủ tiếu. Cắt á, thì mình cắt cho nó sát sát đại nè ha, mình đừng có sợ nó chết. Cái mấy cây này á nó nồi đồng có đá lắm, nó không có như hành. Hành á, mình trồng á, nó hành mình trồng á khi mình nó khó trồng hơn, nó dễ chết. Còn mấy cây hẹ này nó dai lắm, trời ơi, trồng mà muốn phá nó cũng tầng thân luôn á, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Rồi sau đó chúng ta mấy cây này chúng ta không nên tưới phân nha, không nên bón phân, chúng ta cứ để tự nhiên như vậy. Nó để tự nhiên như vậy trong vòng 5-7 ngày nó sẽ cao lên như thế này ha. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bón phân. Để bón phân cho cây hẹ thì chúng ta có nhiều cách bón phân. Thì thỉnh thoảng phân chuồng thì chúng ta sẽ bổ sung cho nó. Ví dụ như tầm khoảng tháng 2 tháng thì cứ bổ sung cho nó thì một tí phân chuồng như thế này thôi, không cần phải gì nhiều hết. Nhớ là phải nhổ cỏ bỏ ha, không có nên để cỏ này, nó sẽ rút chất dinh dưỡng cho nó lấn những cây hẹ mình đi ha. Vừa vừa thôi. Rồi sau đó bổ sung cho một tháng rồi á, hoặc là một tháng sau chúng ta sẽ tưới phân ure vào, hoặc là tưới phân chuồng, phân hữu cơ hoặc phân cá gì đó, tùy theo các bạn có gì mà tưới cái đó ha. Mình hay dùng phân chuồng và phân hữu cơ vi sinh á, người ta có bán sẵn, mình cứ mua về mình tưới thôi nè, chứ không có làm gì cao siêu thuốc xịt thuốc gì hết trơn á. Thì các bạn xem video thì nhớ
nhấn like, share, chia sẻ đồ để mà cho các bạn nào mà chưa biết thì có thể trồng mà ăn luôn nha. Mình trồng ở chậu hẹ này là mình ăn quanh năm luôn đó. Những ví dụ như những chậu hẹ này nè, mình trồng chia chia, mới trồng đây nè, nó sẽ con nó rất là nhiều nè, nó nhảy chi chít luôn nè. Đây là do mình trồng thưa thưa ra rồi nhảy một cây thì khoảng 4-5 con gì đó. Hẹ này là mình trồng ở miền Tây nha, nó ở miền Tây rất là nhiều. Các bạn chỉ cần lấy một cái bụi nhỏ như thế này thôi, một cái bụi nhỏ như thế này thôi, đem về nhà trồng thì là vài tháng thôi là nó nhảy con nhóc luôn, rồi mình cứ nghiêng 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 như vậy thì nó rất là nhiều. Đó. Thì các bạn thấy video hữu ích thì nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi nha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại nha.